quý cô bác tuổi ất tỵ kính mến trong chương trình ngày hôm nay minh đường tử vi sẽ chia sẻ với quý cô bác về bí mật chấn động tử vi trọn đời tuổi ất tỵ sinh năm 1965 kính chúc quý cô bác luôn mạnh khỏe gặp nhiều may mắn và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình tuổi ất tỵ sinh năm 1965 được các nhà chiêm tinh học nhà tử vi học phương Đông đã dày công nghiên cứu dựa trên sự dịch chuyển của các tròm sao, sự chuyển biến của thiên can, địa chi và ngũ hành trong tứ trụ luận mệnh chu kỳ 60 năm của đời người đã chỉ rõ về những bí mật chấn động về cuộc đời người tuổi kỷ tỵ khi về già được luận giải qua những khía cạnh hoàn toàn mới, đầy bí ẩn, mang tính kịch tính, độc đáo, đặc sắc, gây chấn động giới tự vi. Vậy những bí mật đó là gì? Xin mời quý cô bác tuổi Ất Tỵ cùng theo dõi luận giải chi tiết ngay sau đây nhé. Sơ lược tổng quan tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965. Người tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 là tuổi con rắn, thuộc mệnh hỏa, phúc đăng hỏa, nghĩa là lửa đèn nhỏ. Thiên can Ất thuộc âm mộc. Địa chi Tỵ, xuất huyệt chi xà, rắn rời hang, Cung mệnh nam mạng, sinh năm 1965, cung cấn thổ, thuộc Tây Tứ Mệnh. Cung mệnh nữ mạng, sinh năm 1965. Cung đoài kim, thuộc Tây Tứ Mệnh. Hướng hợp nam mạng, Tây Nam, Tây Bắc, Tây, Đông Bắc. Hướng hợp nữ mạng, Tây Bắc, Tây Nam, Đông Bắc, Tây. Màu tương hợp, xanh, đỏ. Màu tương khác, đen. Người tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965, được phổ hiền Bồ Tát bảo hộ, Phật Địa Tạng Bồ Tát hộ mệnh, Phật hư Không Tạng Bồ Tát Ban Phúc và Phật Đại Thế Chí Bồ Tát Ban cho trí tuệ. Kính thưa quý cô bác tuổi Ất Tỵ, để biết được vận mệnh của đời mình trải qua những biến đổi thăng trầm như thế nào, về già sẽ ra sao, giàu sang hay nghèo khổ. Ngay sau đây Minh Đường Tử Vi sẽ vén màn những bí ẩn gây chấn động về cuộc đời người tuổi Ất Tỵ khi về già, mời quý cô bác cùng theo dõi. Thứ nhất là luận vận mệnh và tính cách tuổi Ất Tỵ theo tứ trụ. Người tuổi Ất Tỵ bề ngoài có vẻ lạnh lùng, song kỳ thực lại là người con nội tâm nóng bỏng, nhiệt tình. Họ làm việc luôn có kế hoạch rõ ràng, có mục tiêu cụ thể, từng bước từng bước thực hiện kế hoạch để đạt được mục tiêu đã đề ra. Đây là người có khí chất đoan trang, nho nhã, có thể theo nghiệp văn cũng có thể theo nghiệp võ. Có điều, họ hay quản việc người khác, hay lo chuyện bao đồng, coi đó là việc của mình mà lo lắng, nên đôi khi rước phiền phức về bản thân người sinh vào mùa xuân và mùa hạ thì ý chí kiên định hơn người dùng ý chí để gây dựng cơ nghiệp người sinh vào mùa thu và mùa đông thì có ý thức tự lực cánh sinh là người độc lập không dựa dẫm vào ai tay trắng làm nên sự nghiệp người sinh vào ban ngày thì chịu khá nhiều vất vả người sinh vào ban đêm thì được hưởng phúc vinh hoa người sinh vào tháng năm cuộc đời trải nhiều gian nan và khốn khó người tuổi ất tỵ có đầu óc tư duy luôn suy tính kỹ càng cẩn thận một khi đã quyết định điều gì họ sẽ không thay đổi không dao động và luôn kiên định tiến tới mục tiêu đã chọn Họ luôn tỏ vẻ vô cảm, không quan tâm tới bất cứ điều gì, nhưng kỳ thực nội tại lại dậy sóng, có tính nghi ngờ rất lớn, người này thông minh, tài trí, cũng có khiếu thẩm mỹ tốt, có thể trở thành thiên tài về nghệ thuật. Nam mạng tuổi ất tỵ có cuộc đời gặp nhiều may mắn, tuy sống được một cuộc sống đủ đầy, nhưng hay gặp nhiều lo lắng. Tuy nhiên, cuộc sống tuổi nhỏ có ít nhiều sóng gió, về hậu vận mới được công thành, danh toại, được hưởng an nhàn. Nam giới tuổi ất tỵ có tuổi thọ trung bình từ 85 đến 90 tuổi, nếu làm thiện, tích đức thì sẽ gia tăng niên kỷ. Nữ mạng tuổi Ất Tỵ có cuộc đời gặp nhiều may mắn, vô cùng suôn sẻ, thuận lợi, mọi sự được như ý nguyện, ít khi phải gặp rủi ro, chắc trở. Nếu gặp phải khó khăn, cũng luôn được bạn bè và người thân, quý nhân phù trợ, giúp đỡ trong công việc và cuộc sống. Nữ giới tuổi Ất Tỵ có tuổi thọ trung bình từ 80 tới 89 tuổi là mức tối đa. Nếu làm ác sẽ bị giảm tuổi thọ, còn làm nhiều việc phúc sẽ được gia tăng tuổi thọ. Thứ hai là, luận vận mệnh và tính cách của tuổi Ất Tỵ theo can chi sự kết hợp giữa hành mộc của can với hành hỏa của chi mang lại cho ất tỵ sự hấp dẫn đặc biệt giống như ngọn đèn phát tín hiệu họ sẽ hút về mình những thứ mà họ muốn rắn gỗ có thể trở thành những diễn giả tuyệt vời hành mộc cũng mang lại cho họ sức mạnh và sự vững vàng họ tự tin và có đầu óc tổ chức tốt tính ngày thẳng và sự chân thành là hai đặc điểm nổi bật của con giáp này sự khao khát ngưỡng mộ và rất thích được nổi tiếng ất tỵ sẽ làm hết sức mình để đạt được thành công trên quy mô lớn và lâu bền ất tỵ khôn ngoan phán đoán tốt và biết cách đánh giá chính xác giá trị của sự vật họ sẽ là những nhà đầu tư tài giỏi ất tỵ là người rộng lượng và rất đạo đức họ không tích cực bảo vệ mình như các tuổi tỵ còn lại trong chuyện tình cảm rắn gỗ khá ổn định và lâu bền con giáp này có rất nhiều bạn bè và được gia đình yêu quý cũng như thương yêu chăm sóc tuy nhiên rất hiếm khi ất tỵ sử dụng lời khuyên của những người thân này hoặc thường tự mình giải quyết mọi việc Mộc sinh nhập hỏa bằng can sinh chi, nạp âm và can chi lại tương hợp ngũ hành, thuộc lứa tuổi có căn bản vững chắc và thực lực hơn người. Số người này có nhiều may mắn, ít gặp trở ngại trên đường đời, từ tiền vận cho tới hậu vận rất tốt, dù có gặp khó khăn cũng dễ gặp được quý nhân giúp sức để vượt qua. Tuổi ất tỵ có can ất thuộc hành mộc tương sinh với chi tỵ, năm sinh thuộc hỏa, nên tuổi này tiềm tàng một nền tảng căn cơ phúc đức lớn lao, thường gặp nhiều may mắn và vinh hiển. Nam tuổi Ất Tỵ có lộc cách nên rất có duyên với tài sản lớn, số tụ tài, một đời không thiếu lộc, dễ trở thành đại phú, đại quý. Bất lợi đối với họ là dễ mắc các bệnh về mắt, đau đầu, mất ngủ, khắc mẹ, không hợp với vợ và thường gặp những căn nhà không lợi về mặt phong thủy. Tuổi Ất Tỵ có đầy đủ đặc tính của Thiên Can Ất và Địa Chi Tỵ, với Thiên Can Ất thuộc mẫu người thận trọng, làm việc chu đáo ít bị sai lầm và đặc điểm của Địa Chi Tỵ là tính thường đa nghi và thích làm việc riêng rẽ một mình. Vì thế, trong ẩn khuất nhìn ra, họ sẽ thấy được cái hay cái dở của người khác để rút kinh nghiệm, nên khi hành động thường có kết quả và sẽ thành công. Mẫu người có lý tưởng cao xa, nhưng chỉ thành công buổi ban đầu, ở giai đoạn 30 tuổi, đây là thời vàng son, thông minh, hiếu học, nhiều tư tưởng, có óc khám phá, nghị luận sắc bén, nếu bớt đa nghi với người khác thì là hoàn hảo. Ất tỵ là người rộng lượng và rất đạo đức, họ không tích cực từ bảo vệ mình như các tuổi tỵ còn lại trong chuyện tình cảm ất tỵ khá ổn định và bền lâu họ có rất nhiều bạn bè và được xác định yêu quý cũng như được thương yêu chăm sóc ất tỵ là người dễ giao tiếp năng động sôi nổi và hơi ồn ào họ có thể công khai bày tỏ quan điểm của mình và áp đặt quan điểm này cho người khác con giáp này có khả năng thay đổi quan điểm của những kẻ cứng đầu nhất họ chẳng mấy khó khăn khi thuyết phục bạn bằng ý tưởng của họ họ vượt trội hơn so với những điều bạn đề xuất người tuổi ất tỵ có một sức hút kỳ lạ, sức cuốn hút đặc biệt của họ toát ra từ chính con người họ, sự quyến rũ và tài ăn nói, thuyết phục, khiến họ rất có tiềm năng phát triển nếu đi theo nghiệp chính trị, diễn thuyết. Tuy cuộc đời người tuổi ất tỵ phải chịu nhiều khổ cực, nhưng phúc lộc cũng đủ đầy, họ thường được lợi, được người khác phái giúp đỡ. Nếu theo con đường học hành, thì khả năng thành công lại dạng dỡ, nhờ có trí tuệ nên làm gì cũng thuận lợi, vạn sự tiến hành theo chính đạo, thì tất được cắt lành. Tuy nhiên, dù lựa chọn nghề nghiệp nào con giáp này cũng sẽ cố gắng hết sức mình, và đạt được những thành quả đáng nề phục. Thứ ba là, luận vận mệnh và tính cách tuổi ất tỵ theo ngũ hành. Quý cô bác tuổi ất tỵ sinh năm 1965, mệnh phúc đăng hỏa, trong mệnh phúc đăng hỏa, chữ phúc có nghĩa là vui vẻ, hạnh phúc và đầy đủ, chữ đăng mang nghĩa là ngọn đèn, còn từ hỏa tức là lửa nên tuổi ất tỵ, sinh năm 1965, mệnh phúc đăng hỏa, có thể hiểu ý nghĩa là, ngọn lửa nhỏ từ chiếc đèn, tức là đèn dầu mang tới sự vui tươi, và hạnh phúc. Ngọn đèn chiếu sáng bóng tối, giúp cho cuộc sống của con người không còn tối tăm, trẻ con được học hành mỗi tối, để mở mang tri thức. Cho nên bản chất của người mệnh này, rất nhiệt tình, tốt bụng, thích giúp đỡ và quan tâm người khác. Người mệnh phúc đăng hỏa, là người có khả năng quan sát rất tốt, phản ứng lanh lẹ, linh hoạt, cũng có khả năng ứng biến cao hơn người. Họ có kỹ năng giao tiếp tốt, có thể nói là có tài xã giao, dễ làm quen với người khác. Cách suy nghĩ của họ tích cực tiến bộ, thường đi trước một bậc. Khi trao đổi tiếp cận với họ, bạn sẽ được cởi mở nhiều ý tưởng quý báu, nó là nền tảng để đi tới thành công, nên bạn hãy trân trọng những người bạn như vậy. Phúc Đăng Hỏa là người trọng nghĩa khí, nhờ thế mà họ có không ít bạn bè sẵn sàng giúp đỡ khi khó khăn. Tuy nhiên, cá tính cố chấp và bướng bỉnh, có lòng tự tôn rất lớn, thích độc lập tự chủ cũng rất cố chấp bảo thủ nên họ luôn có chính kiến của mình và sẽ không thích nghe lời góp ý từ người khác, đây là một thói xấu mà người này nên sửa đổi. Một nhược điểm nữa là người này cũng khá nóng nảy, bốc đồng, lời nói thường nhanh hơn suy nghĩ. Họ là những người sáng tạo không ngừng, không thích dựa vào gia nghiệp tổ tông để lại mà thích tự mình phấn đấu, sẵn sàng chịu khổ bên ngoài để làm những điều mình mong muốn. Người tuổi Ất Tỵ thích hợp để phát triển theo các ngành nghề mang tính kỹ thuật thời cơ đến sẽ được thành công. Tiếp theo chúng ta cùng luận bàn chi tiết từ vi chọn đời trên các phương diện, công danh, sự nghiệp, tài lộc, tình duyên gia đạo, và sức khỏe của tuổi ất tỵ sinh năm 1965. Về phương diện sự nghiệp những quý ông tuổi ất tỵ sinh năm 1965, được nhận xét là những người chính trực, nhạy bén, và rất biết nắm bắt cơ hội để có được sự thành công trong sự nghiệp. Cuộc đời của họ, tuy có lúc thăng trầm, những năm tháng thời trẻ phải tha hương mới có được sự nghiệp lớn, và cuối đời sung túc, an nhàn. Những quý bà tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965, được nhận xét là có vận số tốt nên sự nghiệp rất hanh thông, cuộc sống êm ái, vui vẻ, bản mệnh của họ là người yêu cái đẹp và yêu nghệ thuật, sân khấu, rất có tài ăn nói và tinh tế, khéo léo. Đường danh lợi của các nữ tuổi này thành tại, nhưng lại cần phải dưỡng tâm đức, năng và làm việc thiện, tránh thị phi và những tranh chấp thì danh lợi cũng như hậu vận mới được bền vững, tích thêm nhiều phước đức cho con cháu. Người tuổi Ất Tỵ trước khi bắt tay vào công việc gì cần phải tìm hiểu kỹ càng xem có thích hợp hay không, trong đầu tư kinh doanh chỉ cần nắm bắt được vận hội là thắng lớn. Tuy nhiên, cũng không phải là nhất, ngoài ra tuổi Ất Tỵ thường có bất động sản, nhà cửa, đất đai. Trong quan trường cũng có nhiều người thành đạt, nhưng chủ yếu thương trường mới là đất cho họ dụng võ. Khi gặp kiện tụng trốn cửa quan, đa phần họ giành thắng lợi và khi thất vật phần nhiều lại tìm thấy. Nói tóm lại, với người tuổi Ất Tỵ thì số đông tài vận đều rất hanh thông song trong số họ có không ít người có gia đạo khá long đong vất vả một số người nữ tuổi ất tỵ về đường chồng khá lận đận có người tuổi trẻ nhiều mối song kết cục vẫn phòng không đơn chiếc tóm lại người tuổi ất tỵ trong đời có một số cái yêu cần phát huy thế mạnh đó chính là đức tính thông minh linh hoạt nhanh nhạy quyết đoán và thích nghi với mọi hoàn cảnh có tinh lực dồi dào làm việc khéo tay và tỉ mỉ có ý thức thẩm mỹ rất cao và phong phú có cách nghĩ thông thoáng giàu tính mềm dẻo siêu thoát thoải mái trong làm việc không cầu thả có suy xét sâu và kỹ lưỡng một vài nhược điểm cần khắc phục như sau trong công việc lúc gặp khó khăn tuyệt đối không được dao động mà phải quyết đoán giảm tính đa nghi đố kỵ và lòng phục thủ phải có lòng dạ cởi mở và rộng rãi với người đời khi tiếp xúc ngăn chặn sự hưởng lạc và sự tính toán ích kỷ không được lẩn tránh các sự việc mà phải đương đầu về nghề nghiệp tuổi ất tỵ có lộc cách nên đi theo con đường về kinh doanh có thể thu được nhiều lợi nhuận ngoài ra các lĩnh vực mới như điện tử công nghệ viễn thông đều có thể giúp họ đạt được vinh quang mang trong mình một mãn tính khai mở ánh sáng soi tỏa nên những người mang mệnh này làm công tác giáo dục, điều tra, khám phá, nghiên cứu, khoa học thường đạt được thành tựu cao. Một số người mệnh này có thể trở thành những người nông dân kiểu mới trong thời đại, hay một người thợ có tay nghề chuyên môn cao. Nữ ất tỵ có lòng thương người, nhân từ, và bác ái, rất chăm đi làm điều thiện, họ giúp ai thì giúp rất tận tình. Ngoài những đức tính tốt kể trên, thì tính tình của họ lại khá nóng nảy, nhưng lại được trời phú trong một trí tuệ thông minh, hơn người, tích cực dù có tiếp cận với vấn đề về sự việc kém nhưng họ lại giải quyết vấn đề rất nhanh do vậy nghề hợp với nữ ất tỵ như giáo viên giáo sư hay thanh tra và thẩm phán nam ất tỵ nóng tính nhưng lại có ý nghĩ tích cực có nhiều sáng kiến nên họ chính là một hình mẫu mà ai chơi với họ cũng rút được nhiều bài học và kinh nghiệm có điều họ hay cậy tài và rất cao ngạo ngông cuồng do đó với những tuổi này thì họ thích hợp làm kinh doanh làm người nông dân mắt tay là người công nhân kỹ sư có tay nghề cao về phương diện tài lộc người tuổi ất tỵ không phải lo lắng về tiền bạc trong vận trình cuộc đời có nhiều cơ may về tiền bạc tới với họ nên biết nắm bắt lấy thông thường người tuổi ất tỵ có số may mắn được quý nhân phù trợ tiền cứ thế chảy về thu nhập của họ một phần dựa vào kiến thức quản lý tài chính phong phú và sức mạnh năng lực cá nhân còn lại là do may mắn tới với ất tỵ khá nhiều Tuổi Ất Tỵ làm việc khá chăm chỉ, cần cù, bởi vậy cuộc sống của họ luôn đầy đủ vật chất, không bao giờ thiếu thốn, những người này có đầu óc khá nhạy bén, vì thế họ giỏi trong việc có mắt nhìn xa trông rộng. Tuổi Ất Tỵ dễ dàng có những phán đoán chính xác về nhu cầu thị trường, từ đó xác định mặt hàng mình cần phát triển. Tuy nhiên, khi dành dụng được khoản tiền lớn người tuổi Ất Tỵ thường rất hào phóng trong việc tiêu tiền, đặc biệt họ không tiếc tiền trong việc mua sắm quần áo, tư trang và nhà ở. Do được trời phú cho tài lộc nên dù lãng phí một chút cũng chưa tới mức khuynh gia bại sản. Xong con giáp này cũng nên tiết kiệm khi nghĩ tới hạnh phúc của tương lai. Những tuổi này rất hợp với tuổi Ất Tỵ trong sự làm ăn, đó là các tuổi Đinh Mùi, Canh Tuất, Quý Sửu, ba tuổi này rất hợp với bạn trong mọi khía cạnh công danh, sự nghiệp cũng như tài lộc. Về phương diện tình duyên, gia đạo. Tử vi chọn đời tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965 cho thấy dù là nam giới hay nữ giới đều gặp được nhiều may mắn, thuận lợi về đường tình duyên. Họ nhanh chóng tìm được người bạn đời của mình và hạnh phúc với cuộc sống hôn nhân lãng mạn, hòa thuận, gia đạo được in vui, không xảy ra những đau buồn hay khổ tâm. Đàn ông tuổi ất tỵ thích tình yêu mãnh liệt và phong lưu, họ thích tấn công, giỏi bày tỏ tình yêu bằng hành động, họ coi trọng quan niệm gia đình, muốn vợ và con cái tin tưởng và yêu mến. Phụ nữ tuổi ất tỵ thích tình yêu lãng mạn, họ quan tâm, chăm sóc gia đình, yêu thương chồng con, hiểu rõ sở thích của chồng và những thành viên trong gia đình. Nữ ất tỵ là những người vợ mẫu mực, sức mạnh của hỏa và năng lượng ấm áp nên khi yêu, họ nhiệt tình và dường như quên hết mọi việc còn dang dở. Họ quan tâm và chăm sóc nửa kia rất chu đáo, tuy người tuổi ất tỵ quan hệ xã giao thường không mở rộng, nhưng sau kết hôn họ lại rất được nhờ nửa kia. Nữ mệnh vượng phu, ích tử, nam mệnh được vợ trợ giúp nhiều, cuộc sống hôn nhân nhiều màu sắc, con cháu đông đủ, xung vầy. Tuy nhiên, trong cuộc đời sẽ có lúc người tuổi Ất Tỵ sau khi kết hôn vẫn có thể thay lòng đổi dạ nhất thời, hay vợ chồng dễ xảy ra mâu thuẫn, tranh cãi nhưng cuối cùng vẫn ở bên nhau và cùng nhau vun vén từ đầu về sau cũng được hạnh phúc. Về phương diện sức khỏe, người tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 có sức khỏe khá tốt ít khi mắc bệnh nghiêm trọng hay bị bệnh tật làm ảnh hưởng. Dù vậy, họ vẫn nên tập cho mình thói quen tốt, duy trì việc tập thể dục hàng ngày, vừa làm vừa tăng sức đề kháng của cơ thể vừa giúp làm giảm nguy cơ bệnh tật nguy hiểm. Lúc còn trẻ, nhiều người tuổi ất tỵ lại thường tập trung cao độ để làm việc, nên ít khi chú ý đến chế độ ăn uống, ngủ nghỉ, thức khuya, thời gian dài khiến cơ thể mệt mỏi, bề oải, phần nào giảm đi sức đề kháng, dẫn đến mắc các bệnh, cảm cúm thường thấy theo mùa. Đương nhiên, người tuổi ất tỵ khi lớn tuổi, cũng chịu sự chi phối của thời gian và thể chất, nên cũng dễ mắc các bệnh về đường hô hấp, xương khớp, và răng miệng. Trong cuộc sống hàng ngày, nên chú ý hơn về vấn đề ăn uống, nghỉ ngơi và rèn luyện thể dục, thể thao, nâng cao sức khỏe hơn nữa ất tỵ mệnh phúc đăng hỏa, nên tính cách nóng nảy, dễ bị kích động mà lãng quên những mối nguy hiểm tiềm tàng xung quanh mình, nên hãy cố gắng giữ bình tĩnh, dĩ hòa vi quý với mọi người. Bởi nóng giận sẽ hại gan, làm sức khỏe của quý cô bác nhanh chóng giảm sút. Việc điều hòa tâm thái tích cực, lạc quan, yêu đời là rất cần thiết cho cô bác ở giai đoạn này. Nếu cuộc sống có thể vô ưu, vô lo thì còn gì bằng. Nhưng cũng đừng vì quá phiền lòng hay nóng giận mà ảnh hưởng tới sức khỏe thay vì vậy hãy tìm cho mình niềm vui thích riêng tận hưởng cuộc sống bằng những chuyến du lịch với gia đình hay là bữa ăn đông vui cùng con cháu tham gia một số câu lạc bộ với sở thích của cô bác giúp cuộc sống đa màu muôn vẻ hơn đặc biệt cô bác tuổi ất tỵ khi ra ngoài nên chú ý an toàn tránh bị té ngã thương tật vào người cũng chớ vì mải quản việc hàng xóm người ngoài mà gặp phiền phức không đáng có hại thân mệt não tóm lại người tuổi ất tỵ nên theo dõi sát sao tình trạng sức khỏe của mình cần làm việc và nghỉ ngơi điều độ khi quá tải có thể lựa chọn đi du lịch ngắn ngày để thư giãn và nạp lại năng lượng đến nơi tích cực vui vẻ để giúp cho cuộc sống luôn tươi mới và tràn đầy năng lượng luận vận mệnh của quý cô bác tuổi ất tỵ theo tháng sinh âm lịch sinh vào tháng giêng tháng giêng là lúc dương khí vượng vạn vật sinh sôi phát triển người tuổi ất tỵ sinh vào tháng này là người có nhiều tham vọng và có kế hoạch Tuy nhiên họ thường phải gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, dùng chính công sức của mình, nên có thể gặp nhiều khó khăn hơn so với những người khác. Sinh vào tháng 2 âm lịch. Người sinh tháng này, bản mệnh không thích bàn chuyện thị phi và cái xấu trong thiên hạ, thích sự yên tĩnh và ít sóng gió. Do đó, họ ít có khả năng theo đuổi các lĩnh vực kinh doanh có rủi ro, về trung vận và hậu vận được hưởng phúc lộc dồi dào. Sinh vào tháng 3 âm lịch. Tháng 3 âm lịch rơi vào tiết Thanh Minh, có ảnh hưởng rất tích cực tới tính cách và vận mệnh của những người tuổi Ất Tỵ. Họ là những người có tấm lòng trong sáng, trí óc thông minh, sống ngay thẳng và giàu lòng nhân ái. Trong sự nghiệp họ có khả năng ứng biến linh hoạt trước mọi tình huống, giải quyết mọi khó khăn trở ngại. Về già sống an nhàn, hưởng phúc. Sinh vào tháng 4 âm lịch. Người sinh tháng này có tư duy rộng mở, suy nghĩ sâu và rộng hơn những người khác, bản mệnh cũng nhận được sự yêu mến tin tưởng của mọi người bởi tính cách thật thà, sẵn sàng giúp đỡ kẻ yếu. Sinh vào tháng 5 âm lịch. Người tuổi Ất Tỵ sinh vào tháng 5 âm lịch có công danh sự nghiệp rực rỡ, họ có nhiều điểm mạnh và biết cách tận dụng những điểm mạnh này để phát triển và gặt hái thành công, số giàu sang, về già sống an nhàn, quây quần bên con cháu. Sinh vào tháng 6 âm lịch. Những người này vừa có đức vừa có tài, họ có chuyên môn sâu rộng, tài năng và là người sống tình cảm. Vì vậy sống bên cạnh họ rất thoải mái, được chăm sóc chu đáo và tế nhị. Sinh vào tháng 7 âm lịch những người sinh tháng 7 âm lịch đều có học thức, tài năng và trí tuệ đầy mình. Bất kể hướng phát triển nào, nghiên cứu, học thuật, hoặc kinh doanh, cả đời đều có thể thành công. Sinh vào tháng 8 âm lịch. Người này nhanh nhẹn, hoạt bát, ưa vận động. Đặc điểm của những người tuổi tỵ sinh vào tháng 8 âm lịch, họ giàu kinh nghiệm, thích thử thách và kết bạn từ khắp nơi trên thế giới. Sinh vào tháng 9 âm lịch. Đây không phải là người thành công nhờ vào may mắn, Người sinh tháng này thích tìm tòi, trải nghiệm, nỗ lực và gặt hái thành quả nhờ vào năng lực của bản thân. Sinh vào tháng 10 âm lịch. Tình yêu và cuộc sống hôn nhân của họ tốt đẹp vợ chồng, con cái hòa thuận, gia đình đủ ăn đủ tiêu, chưa đến mức quá dư giả nhưng cũng chưa bao giờ phải sống trong cảnh túng thiếu. Sinh tháng 11 âm lịch. Người tuổi ất tỵ sinh tháng này, số phận sinh ra trong thời tiết lạnh giá, rắn khó kiếm thức ăn, vì vậy cuộc sống đầy gian nan, vất vả. Thành công đến với họ thực sự không hề dễ dàng, đòi hỏi sự quyết tâm và có thể tính chuyện đi xa lập nghiệp. Sinh tháng 12 âm lịch, người tuổi Ất Tỵ sinh vào cuối năm có lòng vị tha, nhân ái và biết thông cảm cho người khác. Thời trẻ tuy tốt nhưng khó tìm được cơ hội phù hợp từ trung vận trở đi cuộc sống, công danh, sự nghiệp phần nhiều khởi sắc hơn. Một ngày có 24 tiếng ứng với 12 canh giờ theo âm lịch. Những người tuổi Ất Tỵ có thể tra cứu vận mệnh theo giờ sinh phát tài của mình như sau. Sinh giờ Tý từ 23 giờ tới 1 giờ ngày hôm sau. Tuổi Tý và tuổi Tỵ vốn không hợp nhau, nên ít nhiều tạo ra sóng gió trong cuộc sống của người tuổi này. Nhưng bản mệnh cũng không cần quá lo lắng, mọi khó khăn đều có thể hóa giải và dẫn tới thành công. Sinh giờ Sửu từ 1 giờ tới 3 giờ. Trong sự nghiệp của mình, người tuổi Ất Tỵ có rất nhiều ước mơ và dự định, bên cạnh đó được quý nhân phù trợ, bạn bè giúp đỡ và sẽ đạt được mong muốn. Sinh giờ Dần từ 3 giờ tới 5 giờ. Người sinh giờ dần, đây được gọi là giờ sinh tốt lành với những người sinh năm Ất Tỵ. Họ là những người vô cùng xuất chúng, nổi bật và có năng lực, tuy nhiên bản mệnh cần cẩn trọng trong giao tiếp để tránh bị hiểu nhầm và mất mát. Sinh giờ Mão, từ 5 giờ tới 7 giờ. Nhìn chung người tuổi Ất Tỵ sinh giờ này gặp nhiều may mắn trong sự nghiệp lẫn tình duyên, bản mệnh lập nghiệp ở xa càng thêm thuận lợi. Sinh giờ Thìn từ 7 giờ tới 9 giờ. Bản mệnh được hưởng phúc bền lâu, không phải lo lắng về tiền bạc vật chất, các mối quan hệ xã giao cũng ổn định, được mọi người tôn trọng. Sinh giờ Tỵ từ 9 giờ tới 11 giờ. Những người tuổi Ất Tỵ sinh giờ Tỵ cuộc sống có những bất ổn nhất định. Khi công việc làm ăn phát đạt, người tuổi Ất Tỵ nên chừa một lối thoát cho mình, ngược lại khi vận may không tốt đừng vội nản lòng. Sinh giờ Ngọ từ 11 giờ tới 13 giờ. Đây là những người giao tiếp nhanh và ứng biến tốt, vì vậy mối quan hệ cá nhân của họ rất rộng mở, có sức hút lớn đối với người khác phái. Sinh giờ mùi, từ 13 giờ tới 15 giờ. Đường sức khỏe của những người sinh vào giờ này tốt, nhưng cần lưu ý chuyện gia đình, bản mệnh nên biết trân trọng những người xung quanh mình, không nên cãi vã và chấp nhặt mà ảnh hưởng tới hòa khí. Sinh giờ thân, từ 15 giờ tới 17 giờ. Những người tuổi ất tỵ sinh vào giờ này, có số mệnh may mắn, giàu sang, phú quý. Vì vậy họ còn phải đối mặt với sự ghen ghét đố kỵ của những kẻ tiểu nhân. Sinh giờ dậu từ 17 giờ tới 19 giờ. Số mệnh của những người sinh vào giờ này về tiền bạc tài lộc sung túc. Bản mệnh nên cân nhắc kỹ lưỡng khi kết giao các mối quan hệ để tránh bị kẻ xấu lợi dụng. Sinh giờ tuất từ 19 giờ tới 21 giờ. Họ thích hợp làm ăn xa, sẽ có quý nhân phù trợ, đường sức khỏe có thể mắc một vài bệnh nhỏ, nhưng đều được chữa khỏi. Sinh giờ hợi từ 21 giờ tới 23 giờ. Người ất tỵ sinh giờ này, công việc, sự nghiệp khá vất vả. Nhưng nếu những người này có được quyết tâm thì cuối cùng mọi thứ sẽ được như ý muốn. Vâng, quý cô bác tuổi ất tỵ kính mến. Trên đây là luận giải chi tiết về tử vi chọn đời về tuổi ất tỵ, sinh năm 1965 qua những cách nhìn mới. Hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp cho quý cô bác có cái nhìn tổng quan cho những dự định sắp tới của mình minh đường tử vi vô cùng cảm ơn quý cô bác đã quan tâm theo dõi hết video chúc quý cô bác luôn mạnh khỏe may mắn phát tài thịnh vượng bội thu về tài lộc chương trình đến đây là hết xin chào và hẹn gặp lại